Vâng, em chào tất cả các bác, mến chào tất cả các bác ở một miền Tổ quốc đang truy cập vào kênh của em. Đây là cặp loa rất là tầm tiền, giá 16 triệu 500 ngàn, đã bao ship toàn quốc cho các bác. Đó là cặp loa L36 được cát nha, L36 được cát. Cặp này về trong sáng này rất là đẹp nha, riêng từ A tới Z luôn nha. Đây là cái logo của nó nha, các bác có thể xe dịch vòng tròn hoặc là để xéo. Thì thường anh em để xéo nhìn nó là lạ và sang chảnh hơn. Các bác có thể để ngang cũng được, sao cũng được nha. Rồi sau đây em sẽ vào chi tiết sản phẩm. Và đây là tổng quan mặt tiền của cặp loa L36 được cắt nha, rất là đẹp nha. Một bát tủ Anico và một chép một chung. Các bác có thể thấy được cái độ đẹp nha. Nó là thùng mèo cam nha các bác, mèo cam. Chép là chép giấy, trung trung giấy, bát bát giấy. Cũng là của từ Anico. Rất là đẹp và có hai vi tinh chỉnh nha, phía trước nha, chỉnh mic và chép và lỗ thông hơi phía trước luôn. Cái căng cực kỳ là đẹp nha, mắt ngay. Hàm chuyển rất là kỹ cho các bác nha. Rồi, giờ là em sẽ qua cạnh trái cạnh phải cho các bác cùng xem vi điệp của nó. Bác nào cần cặp loa này thì alo cho em. Vừa nghe hay vừa bài đẹp. Đánh với những cặp âm ly sân xui, Pioneer hay là Marang Lukman thì rất là tuyệt vời. Hay là cạnh trái, nó thùng vàng này các bác để trong nhà rất là sáng sủa nhé, lịch lãm. Đây là bên phải nha, cạnh phải thùng quất rất là đẹp nha các bác. Để về lô em tuyển kỹ cho các bác lắm, nên đó yên tâm mua hàng. Tất cả lô là bao nguyên zin nguyên bản hết nha. Vâng, đây là phía sau của cặp loa L36 được cắt rất là mới nha. Phía sau thì nó trạm loa bắp mỏ chim nha các bác. Nó như L100 Canturi vậy đó. Đấy, thùng vách là cạnh độ bén, sắc nét. Đạt tiêu chuẩn là nghi hay, vừa bài đẹp. Rồi em xin phép là dừng video. Bác nào thích cặp loa này thì alo cho em qua hai số điện thoại phía trên màn hình. Giá 16 triệu 500 ngàn đã bao ship toàn quốc cho các bác nha.